hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh tinh, chim đa đa, trẻ than, chào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương thứ tản Ba Vì và giống cả liệu. Alo. Alo. À, tôi nghe anh ạ. Dạ, vâng vâng. Rồi rồi, thế này bác bác khoảng tầm 20 phút nữa anh em mình nói chuyện lại nhé. Khoảng 20 phút nữa. Chắc là cũng có phải có cái uống thuốc gì đấy bác ạ. Vâng vâng. Vâng. Bác mua cái thuốc B1 cho nó ăn, mấy này cho nó cái uống cái ambisilin, thuốc của người đấy. Vâng, cái ambi ngày xưa đấy, có biết rồi đúng không? Vâng, đấy, uống đều đặn trong vòng vài ngày nó cho nó hồi ngay mà. À, bắt riêng ra nuôi riêng một con bắt đầu mình cho nó một phát đồ khoảng 5 ngày 7 ngày nó khỏi ngay mà. À, mỗi ngày bác nhét cho nó một viên B1 mới lại pha cái nước hay là cái thuốc bột ambi đấy rắc vào thức ăn mới cho nó uống kèm với nước là được mà. À. Vâng vâng. Thiệu mà các bác còn Y7 nhá. Còn Y7. Y7. Đây còn Y7. Quá đỉnh luôn, cực thuần. Y7. Những con mà nó kiểu kiểu như con Y7 này là cũng có tầm 20 con. Non bón ba đôi chim này đang bón, chim này thì ăn được rồi. Đó, bác mua chim giống chim cu gáy, các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và Facebook, của số điện thoại là 0335305982. Tôi ship hàng toàn quốc anh em nhé. Các bạn hãy đăng ký video, đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của Thao Chim Cu Gáy chia sẻ. Yêu sao trời gáy chim cu, cây đa bể nước.
cước, lời ru, bùa bấm. Vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái, má ngỗng, phấn hồng, âm dòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi